Chị chào Yến Quỳnh, chào cộng đồng mạng, các cô chú bác xem trên YouTube. Một ngày mới bình an, sức khỏe. Chào Yến Quỳnh, dễ thương xinh đẹp. Thank you chị. Rồi chị có thể giới thiệu về mình hả chị? Mình tên là Miss Tô Nữ. Mình sinh năm 1971. Mình gốc ở Bình Định nhưng mà sống ở Phú Yên. Chị tên gì? Đến đây. Chị tên gì? Chị tên là Tô Nữ. Sinh năm 1971. Mình là dân Bình Định, sống ở Phú Yên. Dạ. Hiện tại là chị đang làm công việc gì chị? Chị hồi trước chị buôn bán. Rồi bây giờ qua Covid ra là chị lao động tự do, chị cảm thấy nó phù hợp với mình là mình không làm. Dạ. Tình trạng hôn nhân gia đình chị như thế nào? Hôn nhân của chị là ly hôn em. Dạ. Ly hôn bao lâu rồi chị? Nay cũng mười mấy năm rồi. Chị có được mấy người con? Ba đứa. Yeah. Con chị chắc cũng lớn hết rồi hả? Lớn rồi. Yeah. Rồi con chị có sống chung với chị không? Có, mẹ coi như là có bí đi đi gì vậy? Còn như là đang sống ở Sài Gòn này. Rồi lý do gì sao chị với ông xã chia tay nhau chị? Nói chung là hết duyên, chia tay. Đơn giản vậy ha. Chị nghĩ ưu điểm của mình là gì? Ưu điểm của chị là chung thủy, làm việc gì ra việc đó. Mà đã hứa giúp với ai thì mình giúp cho tới nơi tới chỗ. Dạ. Còn khuyết điểm của chị? Khuyết điểm của chị hả? Khi mà ai làm chị buồn là chị nín lặng, chị không có nói gì hết mà chị buồn. Còn một khi là chị nói lại thì chị nói một cách tình cảm cho nó thấu đáo rồi cảm nhận. Yeah. Thì nói chung là chị không có thích tán chuyện rồi đó. Bây giờ chị muốn tìm người bạn cho mình, chị muốn người đó như thế nào? Chị muốn người đó là biết yêu thương, giàu lòng yêu thương và biết ga lăng. Chuyện gì không phải thì nói, chứ đừng có giận nhau rồi ta tiếng, chị không thích. Rồi chị có nghĩ là anh ấy độ tuổi khoảng bao nhiêu thì ok không? Khoảng 54 cho đến 70. Rồi nếu anh ấy hút thuốc uống rượu, chị nghĩ như thế nào? Chị thì uống thuốc thì chị không chịu được. Còn rượu bia thì giao tiếp bắt đầu làm ăn thì bình thường. Mình uống mình đừng có quá chén rồi đừng có xúc phạm người khác thì thôi, không sao. Con chị như thế nào? Có ủng hộ chị đi tìm người bạn mới không? Con chị nói mẹ làm sao mẹ làm mà đừng lên mạng bị người ta đánh giá được. Luôn đến nỗi là tốt thôi. Chị rồi chiều cao của chị là bao nhiêu? Chị 1m57, chị nặng 60kg. Yeah. Chị có nghĩ anh bạn của mình cao khoảng bao nhiêu thì ok? Cao hơn chị là được rồi. Yeah. Rồi bây giờ thời gian của chị thoải mái, những lúc rảnh rỗi chị thích làm việc gì để giải trí cho mình? Nếu rảnh rỗi là mấy chị em gái tụ hợp lại là nấu ăn nấu uống đó, rồi nhà có karaoke hát chơi vui, rồi xong là chị về nhà chị cũng không ba có thích nhảy kiểu là giùm ba giùm bảy là chị cũng có thích làm chị gì đó làm rồi về nhà chị không có thích. Chị lúc tối nhà chị ở ngay thành phố hay là vùng thôn quê vậy? Chị cái ở chỗ này là nó cũng thuộc là thị xã rồi. Nhà chị là có đất rộng không hay là gần nhà sát nhau? Nhà chị là chị ở bên ngoại nên chị em sẽ sát bên.
cũng đường cũng lớn em, cũng gần quốc lộ. Ồ, vậy ra có thể kinh doanh được phải không? Có thể buôn bán được. Được em, nhưng mà bây giờ ở đây Covid, từ khi qua đến Covid rồi là làm ăn cái gì cũng khó khăn em. Chị hồi trước là chị kinh doanh mặt hàng gì? Nói chung chị bán sữa nhưng mà bây giờ nó cũng ớ ẩm quá, xong chị cũng nghỉ. Giờ mình thơ mặt bằng rồi mình đi bán dạo thì cũng cực lắm. Bây giờ họ cũng khó có tiền. Nếu mà họ làm có thì họ thu nhập cao thì họ xài. Còn không thì họ cũng cố kiếm thôi em, chứ họ không có phung phí. Bây giờ tiền thì làm cũng khó khăn. Rồi, gia đình của chị có được mấy anh chị em? Nhà chị có 8 anh chị, nhưng mà người nào cũng nói chung là chị khá. Còn chị có mình chị bị đổ vỡ, chứ còn chị em thì ai cũng khá thôi. Gia đình của chị có ai ở nước ngoài không chị? Có cô chú bác với các bạn bè, chứ còn ở trong nhà thì không có. Ai giới thiệu chị xem video của em hay là tự chị xem? Chị xem nhưng mà chị sợ là ném đá, chị không có dám lên. Nhưng chị gái chị nói xem mẹ ớ từ lâu như là xem không tao. Thôi đợi chị đăng ký lên, chị lấy máy của chị đăng ký lên cho chị. Chị xong chị tạo lên, chị hỏi con chị sao, con chị nói mẹ lên, mẹ lên, nói sao mẹ đỡ cái xe. Tại mình lận miệng là ta sẽ đá lên mà lắm á mẹ ơi. Chị nghĩ chị cũng ngại chứ không qua đi, nhưng mà chị gái chị nói thôi lên cho vui, tìm bạn để chia sẻ, nếu được thì tiến tới xa hơn, còn không thì bạn bè cho vui. Cho thấy từ mấy hôm nay vẫn là độc thân. Chị, nhưng mà trong vòng mười mấy năm đó chắc cũng có nhiều người theo đuổi chị hả? Tại vì chị cũng giỏi mà. Nói chung là chị cũng có gặp một người, nhưng mà cái người đó họ nóng tính quá, xong rồi thôi, cũng mới chưa chưa cái gì gọi là sâu đậm lắm, nhưng mà thấy nóng tính quá thôi chị chia tay. Chị thích một anh làm quen với mình đó, trầm tính ít nói hay là lanh lẹ hoạt bát vậy? Chị thích cái người vui tính này. Chắc bình thường chị cũng lanh lẹ hoạt bát đúng không? Chị cũng đủ tiền đủ xài. Đủ xài. Rồi bây giờ hiện tại sau hôn nhân đổ vỡ thì chị nghĩ là một người đàn ông như thế nào sẽ mang lại hạnh phúc cho chị? Chị thích cái người mà biết yêu thương, biết lo lắng, biết chia sẻ thì mình sẽ hạnh phúc. Nếu người đã thương mình thì họ sẽ đem lại hạnh phúc cho mình. Chị chỉ sợ là những người lăng nhăng đó, là mình sẽ không được hạnh phúc thôi. Họ nghèo cũng được em, nhưng mà họ có cái tính tấm lòng yêu thương là được. Mà chị thích cái người mà vợ mất đó là chị thích. Hồi đó giờ có bao giờ chị đi du lịch ra nước ngoài không? Chị có quê đó, chị sống mấy năm chị bà. Vậy đó hả? Chị đi hợp tác lao động hả? Chị đi vừa học về vừa làm. Rồi nếu mà có người yêu, chị có thích người yêu của chị có tính lãng mạn không? Ý là em hỏi chị là có lãng mạn, thích người yêu mình lãng mạn không ạ? Ok, chị thích lãng mạn. Rồi chị có nghĩ là sắp tới là mình sẽ làm công việc gì không hay là thôi nghỉ hưu rồi? Nói chung là chị là kiểu là người đụng chị gì mà chị cảm thấy có lợi là chị làm, chuyện gì nó hợp pháp thì chị làm. Mà chị là sống là chính, là cái người buôn bán chính. Là chị có duyên kinh doanh, ở đó giờ kinh doanh thôi à? Từ nhỏ giờ chị, từ khi chị mới có 15 tuổi là chị đã buôn bán tạp hóa nhỏ nhỏ theo cái vốn tự có.
của chị. Nhỏ là chị đã biết thích cái ngờ của bé đó. Chị Tết là coi như họ hàng cho chị tiền chị bỏ cho con heo, xong chị lớn lên chị đặt ra chị làm vốn chị bán cái tạp quán nhỏ vừa học vừa vừa bán cái tạp quán đó để có tiền để mình chi tiêu cho cuộc sống chị. Và Dạ. sau đó chị về bên đó rồi chị vẫn là buôn bán, về vợ chồng chị cũng là cái ngờ buôn bán. Rồi chị về Việt Nam bao lâu rồi? Sao chị không ở bên đó? Cũng lâu rồi em, khi chị về đây chị mới làm gia đình con trẻ, lúc đó chị con gái. Ok, em rất là vui nói chuyện với chị hôm nay nha. Em hy vọng chị sẽ tìm được một nửa yêu thương của mình trên kênh của em ha. Chị chào khán giả giùm em ha. Khán giả, chào cộng đồng mạng, xin YouTube ngày hôm nay xin ủng hộ mình và thích mình thì chia sẻ và thả tim cho mình để mình gặp được cái người phù hợp, vui tính là có nhiều vấn đề sau này để tiến tới xa hơn các bạn hơn nha. Chị cảm ơn Yên Vân, cảm ơn tất cả mọi người. Chị sau video này nếu anh nào để ý chị thì chương trình sẽ cho anh ấy số điện thoại của chị để anh ấy liên lạc với chị ha. Rồi nếu mà chị thích anh nào thì chị nhắn với chương trình để chương trình cho chị số điện thoại để chị liên lạc với anh ấy. Nhưng mà nhớ là gửi tin nhắn trước nha chị, giờ giấc ở Việt Nam với ở Mỹ học ở các nước đều khác nhau nha. Giờ phải kiên nhẫn nha. Tại vì bên đây người ta bận, nhiều khi người ta đi làm mình đâu phải là nhắn cái người ta trả lời liền. Không có, ít có chuyện đó đó. Chị cảm ơn em, mong em có sức khỏe để giúp mọi người được kết nối yêu thương nữa. Dạ, cảm ơn chị gửi số điện thoại của chị qua nha. À, số còn người chị trao trên Zalo ấy mà, số Dạ, này người còn nhắn qua giùm em ha.